Chào các bạn. Hôm nay mình nói về trái sung Mỹ nha. Trái sung Mỹ gọi là sung ngọt á, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như tái tạo sức khỏe, nhuận tràng, trị táo bón, tốt cho hệ tiêu hóa. Cây sung Mỹ á, các bạn, nếu mình trồng ở Mỹ á, thì nó ra trái có một lần mỗi năm thôi. Còn mình trồng ở Việt Nam á, là cái trái nó ra quanh năm luôn vậy đó các bạn. Sung Mỹ á, nó có nhiều vitamin lắm, như là protein nè, chất béo, chất đường, và có nhiều vitamin B lắm, như là B1 nè, B2, B3, B5, B6, B9 và vitamin PP. Còn có vitamin C nữa các bạn. Ngoài ra nó còn có calcium nè, magnesium nè, còn có phosphor, sodium, chất sắt và chất kẽm nữa đó. Cái quả sung Mỹ này á, là nó ngăn ngừa táo bón vì nó có nhiều chất xơ á, rất tốt cho người già và trẻ em á. Ngoài ra nó còn giúp giảm cân nữa vì do cái chất xơ nó cao á, nên nó rất là ít năng lượng, thích hợp cho những người mà bị béo phì á. Công dụng thứ ba nữa là nó giảm cholesterol nhờ cái pectin nó hòa tan trong lượng lớn cholesterol và nó được bài tiết ra ngoài. Nó còn ngừa bệnh tim mạch nữa đó. Ngoài ra nó ngừa ung thư nè, ổn định đường huyết nè. Mình cái quả của nó với lại cái lá của nó đó, mình sắc sấy khô, tán bột mỗi ngày á, 1 đến 2 gram á, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giúp ổn định đường huyết đó các bạn. Người huyết áp, tại vì nó còn chứa nhiều cái potassium á và ít sodium, cho nên nó giúp tránh được bệnh huyết áp cao. Nó còn bảo vệ khung xương nữa. Hàm lượng kali rất là cao trong trong quả, nó giúp kéo dài cái tuổi thọ của xương và nó bảo vệ khung xương. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho những người bị loãng xương đó các bạn. Nó ngăn ngừa mụn nhọt, ghẻ lở ngoài da nhờ các chất nhầy trong cái quả, giúp cho mau lên da non. Công dụng chữa bệnh đường hô hấp như ho gà, hen suyễn. Dùng ăn quả tươi, chế biến trong các món ăn như là thái mỏng nè, làm món rau ghém, nấu canh. Công dụng của nó thì rất là nhiều. Cây sung thì cũng dễ trồng lắm các bạn. Mình chỉ trồng rồi lâu lâu mình tưới cho nó chút nước thôi, chứ mình cũng ít có bón phân cho nó nữa. Lâu lâu mình bỏ miếng phân thôi chứ cũng không cần thiết. Quả sung nó mềm, nó dễ ăn lắm nha các bạn. Mỗi cây sung nó cho rất là nhiều trái, hơn 2.000 trái luôn á các bạn. Mình ra ngoài cây sung mình hái, mình thích lắm. Nó mềm, trái nó mềm lắm mà dễ ăn lắm, cho nên người già với nít nhỏ là dễ ăn, dễ nhai lại nuốt lắm. Cây sung á, mình hái cái trái á, trái già trái chín á, mình lấy cái hột á, mình ương nó cũng được nữa. Ngoài ra mình ghép, mình cắt nhỏ cái cây sung một chút xíu rồi mình cho đất với lại một cái miếng ni lông ở ngoài mình cột nó lại để mình chiết chiết nhánh á. Chiết nhánh thì nó ra trái nhiều hơn. Mình trồng cái là nó có trái liền hơn là mình ươm hạt.
Hiện nay cái sung Mỹ này ở Việt Nam á là cũng có một số người trồng rồi đó các bạn, nhưng mà ít. Tại vì bà con của mình á chưa có biết lắm về cái cây sung Mỹ. Các bạn có thấy không, cái lá sung Mỹ á nó to hơn cái bàn tay của mình đó các bạn. Các bạn nhìn kỹ rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn rất nhiều.